Quá nản rồi ông bà cô chú ơi. Thật sự là rất là mệt mỏi vậy. Một ngày Khương vừa đi làm quần quật. Rất là mệt luôn. Về nhà nè. Cái bề bộn cái phòng nè. Giống cái ổ heo không? Sữa. Con làm gì vậy sữa? Hả? Sữa. Cha hỏi con nè. Sữa. Nói thì mới đi dẹp. Dẹp thì cái mắt cũng dán vô màn hình. Có tập trung đâu. Có tập trung dọn dẹp đâu. Đó vậy là hết rồi đó bà cô chú. Đó vậy là dọn dẹp xong rồi đó. Đó. Coi bồi bổng không. Hết chưa? Dọn dẹp sạch sẽ chưa? Cái bóp của tôi để đâu? Rồi cái khăn sao? Rồi thải vậy đó. Rồi đó, đó đó. Đó vậy đó. Vậy đó. Đó. Rồi còn cái này. Còn mấy thiếu linh tinh này nữa nè. Coi kìa. Giống như tống rác vô ổ ra vô thùng rác vậy á, chứ có dọn dẹp gì đâu. Quá mệt mỏi thiệt sự. Đó. Trời ơi. Vậy là xong rồi hả con? Dạ. Xong chưa? Con chào ông bà cô chú con nhã đây. Nè đây ông bà cô chú, đây là sữa dọn dẹp nè. Ông bà cô chú thấy gọn gàng không? Đó, đây là một đống. Rồi, trong đây một đống. Rồi đây một đống. Rồi đằng đây một đống. Con làm ơn con xếp mấy cái mền cái khăn này lên lại giùm cha đi. Thiệt đó. Người ta nói nhà sạch thì mát, bát sạch thì ngon cơm. Mà nhà của mình lúc nào cũng bề bộn hết trơn á. Nhà thì rất là nhỏ. Vậy là gọi hả? Quá nản rồi. Con gái con đứa gì đó. Con gái thì phải ở với nhà. Người ta coi săn sóc nhà cửa, dọn dẹp nhà cửa, để nhà cửa nó gọn gàng, cha mẹ đi làm về mệt mỏi mà cũng thấy nó mát mẻ, nó thoải mái. Con có hiểu không? Hả? Hả? Cha nói con có hiểu không? Bây giờ con lo con coi. Con xếp cái đống này gọn gàng lại cho cha coi. Cha thấy chưa có gọn gàng. Xếp cái mền lại. Rồi còn mấy con cái con ấy nữa kìa. Mấy con gấu bông rồi nữa. Mấy con gấu bông bên đây nè. Cái đống này nè, xếp cho nó gọn gàng lại. Vậy là gọn gàng đó hả? Một tiếng thở dài. Đó, xếp vậy đó. Đâu có còn nhỏ gì nữa đâu bằng bà cô chú. 2 tuổi rưỡi rồi. Đâu phải còn nhỏ nữa. Đâu phải một tuổi đâu. 2 tuổi rưỡi rồi. Cái gì cũng biết rồi. Chứ phải không biết đâu. Đó. Mấy cô chú về rồi. Người ta về rồi. Người ta về rồi. Vừa lòng cô chưa? Hả? Bữa nay á, người ta xuống, người ta quay chương trình. Đó. Mà cứ sợ chui rút vô đây. Rồi bài binh bố trận. Rồi người ta đi về rồi đó. Đó. Người nãy người ta qua quay được mấy khoảnh khắc á, là cô á chui rút cho khán giả hết thương cô luôn. Cho thấy hình như mọi thứ nó càng bề bộn hơn á sữa ơi. Được chưa? Đó, đó. Ờ. Cái gì nè, nói với mấy bạn nhỏ sao, nói với mấy bạn nhỏ sao nè con, ở nhà là phải phụ cha mẹ dọn dẹp nè, không đó. Đó
Mặc dù càng dọn dẹp thì nó càng bề bộn, nhưng mà vẫn phải dọn dẹp nha các bé, không được bài bữa lung tung nha. Đó, nói chung là giờ nè, đó, sau một hồi dọn dẹp thì nhìn lại thì nó cũng tạm tạm được ha quý vị khán giả, ổn chưa? Dạ chắc cũng ổn mà ha. Đó, được chưa? Cho nó ngoài đi. Cho nó ngoài không ạ? Không đủ kiên nhẫn hả? Cho nó nằm đi. Cho nó nằm đi hả? Gọn gàng chưa? Con thấy gọn gàng chưa? Rồi, rồi cũng gọn gàng nha bà con cô bác, cũng gọn gàng lắm nha. Trời ơi, cũng được ha, bắt đầu được rồi đó. Đó, đó ổn rồi đó. Đó, đó. Này giờ núi và lấp biển nè. Giờ đầu này đắp đồ kia. Đó, đó. Sao thả cho tôi? Sao thả cho tôi? Đó. Đó, 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 bề bộn nữa nè. Lụm lên. Không, không có rác đâu, có gì đâu mà lụm. Lụm lên, lụm hai con này lên. Kéo cái áo lên xíu rồi. Ừ. Dịch đi. Một con vịt chạy hai cây cánh, nó kêu rằng cái cát cát chìm cặp 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 hồ nước dưới bà lầy bớt đất đơ mà cái cánh cho hôi cho khô cho hô. Hay quá, còn bài nào nữa không? Một con vịt chạy hai cây quá ta ơi, bữa nay hay quá, hay quá, số dách luôn á, hay xuất sắc luôn. Bài gì vậy? Cháu biết ngồi gì đâu. Bài chị hát. Bài chị hát hả? Con hát bài gì? Vậy đó, đó. Con biết bài gì nữa hả? Con đâu biết bài gì đâu. Còn bài gì nữa con hát cho ông bà cô chú nghe coi. Vậy á. Bài gì? Con vậy á. Con ghẻ hả? Con hát bài con ghẻ đi. Sống chung một nhà sao mà đứa thương đứa ghét, đúng không? Con biết bài gì nữa? Bài gì mà chị hát nè? Ừ, con biết bài gì nữa? Hay quá. Con biết bài gì nữa con hát cho ông bà cô chú nghe. Con sẽ cây cắm tốt gì vậy? Bài gì nữa? Ừ. Sữa ơi, sữa còn bài hát nào hay không? Em kìa. Em. Bài gì? Bài gì? Cho phá bài con thỏ. Con thỏ. Con thỏ. Anh cỏ. Ô lứa. Chú hen. Thả ngủ. Cái gì nữa? Gọi gì nữa? Gọi gì nữa? Hả? Con cá vàng bơi nha. Cho phá con cá vàng bơi nữa à. Vậy là trà sữa thuộc hôm nay được 4 bàn nha. 4 bàn nha. Con cá vàng bơi sao? Hả? Con cá vàng bơi sao con? Sữa ơi, con cá vàng bơi hát sao?
con ván bàn bê thì sao hả? Con cá bàn bê thì sao? Ơi sửa do sửa coi rồi xuống nói chuyện cha nữa, hơi buồn quá, thôi cha đi đây. Sửa coi hả? Sửa không nói chuyện cha nữa hả? Sửa ơi, ai vậy? Chị chú ạ. Sửa nói chuyện cha đi hả? Sửa nói chuyện cha coi. Ơi sao vậy? Sửa không nói chuyện nữa rồi. Rồi sửa dán mắt vô màn hình sửa coi rồi. Sửa coi chị hát rồi. Sửa coi luôn hả? Sửa không nói chuyện cha nữa hả? Sửa. Bữa nay hát phúng phính rồi mà chú ơi. Buồn quá rồi, bữa nay ốm rồi. Con vừa học con lớp con học được bài gì? Hả? Bài. Bài gì? Bài gì nè? Ừ? Hả? Cô gì dạy con? Cô Sang, cô Thu. Vậy hả? Cô Sang, cô Thu dạy con cái gì? Có bạn nào nữa? Con cá vàng bơi. Con cá vàng bơi hát sao đâu? Con cá vàng bơi. Bạn nào không ngoan thì con cua nó chị. Trong lớp con có bạn gì? Bạn Phi Lê Văn Hấp. Bạn gì? Bạn Phi Lê Văn. Bạn Khoai Lan. Khoai Lan được lưỡi. Bạn gì nữa? Bạn Nó Chỉ Nằm Đó. Bạn gì con? Bạn Bé Sân. Có hai bạn đó khóc hả? Con có khóc không? Dạ. Thiệt không? Dạ thiệt. Giỏi quá ta ơi, bữa nay cưng quá à. Mà bữa nay ốm hơn bà cô chú ơi. Nhìn bà cô chú nhìn thấy không? Nhìn này sữa ốm rồi đó. Má hai má bớt phung phính rồi nè. Nhưng mà hy vọng là sữa ơi đi học sắp tới sữa sẽ quen ăn uống đồ. Tại vì uống sữa ít á nên nhìn này nhìn ốm rồi. Sắp tới đi phụ cha đi bán sầu riêng không? Mà bữa giờ cho mai chắc cha lấy sầu riêng về cho con gái cha ăn ha. Ha. Mai ăn sầu riêng đi sáo không? Hử? Thôi chào tạm biệt bà cô chú nha. Thôi con không. Rồi con coi tivi rồi. Dạ cảm ơn bà cô chú đã theo dõi video của cha con nha. Con hẹp lại. Bye bye. Bye bye nè. Chị ok, rồi chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý bà cô chú trong một video tiếp theo ạ.